Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Taurus. Để tham gia dự án này các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình mở Telegram chatbot nha các bạn. Rồi các bạn lướt xa để đi tiếp. ER tổng của giải thưởng ngày hôm nay rất là cao nha các bạn. CQ. Rồi tổng giải thưởng của nó là 10 triệu token ta nè các bạn. Rồi bấm continue nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh kinh gấp kinh chơi lên các bạn. Rồi các bạn bắt đứt các bạn 10.000 tỷ không phải là 10 triệu các bạn, mình sorry các bạn, million mấy triệu. Rồi các bạn tiếp tục follow Twitter nữa nè. Nhà tăng 3 người bạn nha các bạn. Trên Twitter của dự án các bạn theo dõi nè. Con này được xây dựng trên mạng Huobi của Gen nha các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn xin dẫn như tao quýt nè. Rồi bạn test lại nè. Có gác ông nội. Tiếp tục subscribe kênh YouTube nè. Rồi bắt up nè. Tiếp tục xem tiếp kênh channel nè. Rồi tiếp tục thì các bạn subscribe kênh YouTube là like và share nè các bạn. Này nè. Rồi các bạn like nha các bạn, các bạn chia sẻ cũng hay giúp mình luôn các bạn. Các bạn tweet lên nè. Bạn đang test. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn submit đi tên nha các bạn. Rồi bấm don. Rồi tiếp tục mình gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì có tôi cần về các bạn cứ giữ đi bạn. Sau này nó bay giá xong nha các bạn. Thấy các bạn đừng xem thường cô gác, các bạn bỏ đại ra 1-2 năm này nọ đồ. Đôi lúc dự án nó phát triển nó có đốt coi hay này nọ đâu ha. Bay. Rồi các bạn bấm don. Tiếp tục bấm set. Rồi tiếp tục các bạn submit YouTube username hoặc là link của tất cả bạn nha bạn. Mình khuyên các bạn nên submit đường link nha bạn. Rồi trên YouTube thì các bạn nhấp vào anh Mata, nhấp vào kênh của bạn nè, các bạn nhấp bắt anh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết gửi lại cho bot nha bạn. Giờ mình lấy kênh YouTube kia các bạn ơi. Rồi tiếp tục mình submit địa chỉ hơi Kuchen, Huobi Kuchen nha bạn. Thì các bạn có thể lấy địa chỉ Etax trên ví chocolate hoặc là MetaMask của các bạn nha bạn. Rồi sau đó bấm submit thì cập nhật tài khoản của mình nha bạn. Các bạn xin chào kênh này rất support luôn nha bạn. Rồi rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.